múc 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 nào, múc múc nào, múc nào, múc múc nè, múc múc nè, múc nè. Bị lừa rồi, tay không có gì cả, tay không nha, đâu có cám đâu. Múc tay nè, thôi nhột quá. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách mình cho ăn nha. Rồi, cám mình để đây. Mỗi lần mình cho ăn mình lấy một ít thôi, mình không có để dư trên mặt hồ nha. Nhưng mà cái này bạn phải kiên nhẫn với nó. Nói chung là mình phải tập từ từ. Muốn tập cho được ăn trên tay á, thì mình phải có thời gian, mình phải tập từ từ, không có gấp rút được. Rồi các bạn cứ để cho nó ra mùi, hay là gọi là giống như Trang là để nó kích thích nó vậy á, từ 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 nó quen rồi nó sẽ vô lại thôi đó. Và thường thường phải có một con nào đó nó dạng nó bu lại trước rồi những cái con khác nó mới bu lại nha các bạn, chứ không phải tự nhiên không không là cá nó tự nhiên bu lại đâu. Thứ nhất là khi cá thường đó thì nó sẽ nhát mình, nếu mà nó nhát quá thì các bạn phải tập, cứ mỗi lần các bạn đi ra hồ á, cứ nói chung là cá mà nó thấy các bạn là các bạn phải quăng cho nó vài hộp, ba hộp thôi. Ví dụ trong hồ mà có 5 con các bạn quăng 3 hộp thôi là 2 con ăn được, hoặc là có thể là 1 con ăn quất 3 hộp luôn. Nhưng mấy con kia nhịn cho nó biết rằng khi mà có con, khi có mình á, là nó mà không tập trung lại nó ăn á thì nó sẽ được, nó sẽ nhịn luôn đó. Các bạn phải cứ tập như vậy. Còn ban đầu thì các bạn cứ để cho nó nhịn đói 3 ngày nha. Rồi khi mà có mình đi, nói chung là khi 3 ngày đó mình đừng có đi ra đi vô nhiều, rồi cần chẳng đã có công việc thì mình đi ra thôi, còn nếu không á thì các bạn không đi ra vô cho 3 ngày nhịn đói thiệt đói. Thật ra 3 ngày nó cũng không đói gì đâu, nhưng mà mình tập xong cái tới ngày thứ tư là các bạn cứ đi ra, các bạn quăng cho nó 3 hộp 4 hộp. Cứ mỗi lần các bạn xuất hiện, cho dù một ngày 20 lần các bạn xuất hiện thì 20 lần đó các bạn cũng phải quăng 3 hộp 4 hộp cám nha. Các bạn cứ tập vậy sau 3 ngày. Sau 3 ngày bảo đảm là khi mà các bạn vừa thấy nó, vừa thấy các bạn thôi là nó sẽ bu lại. Nó bu lại nó mừng ghê lắm kìa. Đó. Nó mừng cực kỳ mừng vì nó biết là nó sắp được có đồ ăn đó, nên nó rất là mừng. Đó, sau khi mà các bạn tập cho nó dạng người trước rồi các bạn cứ làm như vậy, cứ ra là 3-4 hộp, ra là 3-4 hộp. Các bạn đừng có bỏ cám nhiều trên hồ, không có tốt nha. Bạn cứ bỏ làm sao mà 3-4 hộp cho nó ăn xíu, trong vòng 1-2 giây là nó ăn hết là được. Đó. Rồi khi mà nó dạng người rồi bắt đầu các bạn mới tập tới cái vấn đề là bỏ cám trên tay cho nó ăn. Đó, khi nó dạng người rồi thì bắt đầu các bạn bỏ trên tay cũng giống mình như đang làm như này. Nhưng mà các bạn phải kiên nhẫn mấy ngày đầu. Mấy ngày đầu các bạn phải để, rồi các bạn phải chịu khó đứng cho nó, hoặc là kiếm cái gì ngồi luôn nha. Các bạn cứ để im trên tay như vậy, không có để nó dư giải ra gì hết. Các bạn cứ để trên tay, hoặc là các bạn thấy có những hộp cám nằm trên tay không, ngoài tay không, các bạn cứ để vậy, để cho nó biết là cái tay mình là nơi ra cám, ra thức ăn cho nó. Đó, nó sẽ bu lại dần dần rồi nó quen dần dần. Các bạn tập như vậy khoảng chừng một tuần là sẽ có kết quả giống như mình bây giờ, là nó sẽ bu lại nó ăn giống vậy. Nhưng mà các bạn cũng đừng nôn nóng gì nhiều hết, các bạn thấy không, khi nó ăn được rồi, trên tay các bạn ăn được rồi đúng không, thì nó phải có một cái lúc nào nó để nó gọi, giống như Chanh là mình, như mình bỏ đồ ăn vô miệng mình phải nhai vậy đó. Còn cá thì mình không biết, nhưng mà khi mà nó ăn được trên tay của bạn rồi đúng không, nó phải lượn lờ vài vòng rồi nó dạng như để nó nuốt cái thức ăn nó đã, rồi nó lại lượn lờ lại, nó lại múc tay các bạn. Rồi muốn tập cho cá múc tay thì các bạn cứ làm như theo cách của mình nói thôi. Mình không có đảm bảo thời gian hay gì, nhưng mà các bạn cứ làm theo bản đảo là bạn sẽ được kết quả như mong muốn, như mình bây giờ. Rồi, hết cám rồi. Các bạn thấy nó ăn không? Có nhiều khi lúc mà mình để tay không xuống á, là nó cũng bu lại luôn nha các bạn. Khi mình tập được rồi á, thì nó cũng không cần biết là có cám hay không, nó chỉ thấy cái tay mình là nó bu lại. Rồi, video của mình quay chia sẻ về vấn đề cách tập ăn cho trên tay như đến đây thôi nha các bạn. Các bạn không hiểu gì thì
thì cứ comment bên dưới đóng góp ý kiến cho mình, rồi mình sẽ làm lại video khác nếu mà còn thiếu sót điều gì đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình một like để ủng hộ mình làm video tiếp theo nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.